Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Xuân Việt, 37 tuổi, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, Việt là giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngân Việt Thiện, hoạt động trên lĩnh vực tư vấn môi giới bất động sản. Việt khoe có khả năng lo liệu mọi loại giấy tờ đất đai. Rất nhiều trường hợp đã được Việt giúp đỡ thành công để tạo niềm tin cho các bị hại. Với thủ đoạn đó, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2020, Việt đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền 400 triệu đồng.